Hello mọi người, hôm nay lại có event vua bài. Thì đợt này nó có một số những con tướng như thế này, thì mình sẵn tiện mình phân tích với các bạn luôn. Rồi, trước tiên á, ở đây trong cái danh sách tướng này thì mình thấy chỉ có một vài con tướng là có giá trị để mà các bạn chơi trong cái event vua bài thôi. Thứ nhất đó là con Richard, thứ hai đó là con Yi Song Gi. Ngoài ra những con tướng này các bạn xem nè, hai con này là hai con farm thì bỏ qua đi ha. Con cao cao này nếu như mà các bạn chơi kỵ binh đó, thì các bạn cũng có thể chơi được, nhưng mà con cao cao này nó có xuất hiện trong quán rượu, bây giờ là các bạn đừng có quá nôn nóng, các bạn đợi từ từ đi. Với lại con cao cao này nè, nếu như mà các bạn nạp gói á, thì nó cũng có thể cho các bạn xác suất nhận được cái tượng cao cao nữa. Bởi vậy trong cái event vua bài này các bạn cũng không cần thiết phải chơi con cao cao này đâu. Rồi tiếp theo con mèo mẹt. Con tướng này á, ít ai chơi lắm. Con tướng này con tướng tông nhà này, thường là mấy ông boss thì họ mới lên, chứ còn như bình thường mình các bạn thì không cần thiết phải lên đâu. Rồi thứ hai nữa là con xây xa. Con này cũng không quá nổi bật, con này chỉ là một con tướng mà nó kết hợp con tướng mid chớp á, nó không phải chuyên về một đường nào hết. Rồi ngoài con Richard với lại con Yi Song Gi á, thì có một con tướng khác cũng khá là mạnh, đó là con Mateo. Con Mateo là con chuyên bộ, vậy nếu mà các bạn chơi bộ binh á thì các bạn cũng có thể lên con này, nhưng mà con này cũng có trong quán rượu luôn. Con Caesar nè, con Mèo Mẹt nè, con Cao Cao nè cũng xuất hiện trong quán rượu. Rồi tiếp theo là con Richard, con này quá ngon rồi. Con này các bạn chưa mát thì các bạn có thể chọn nó, còn nếu mà các bạn mát rồi thì các bạn nên chọn con khác. Rồi con này là con Elsid. Con Elsid này cũng xuất hiện trong quán rượu luôn, bây giờ là các bạn cũng không cần thiết phải chọn. Rồi như con này, con Charlemagne. Con này á, 4 skill đầu của nó cũng khá là ok, nhưng mà có cái skill cuối của nó mình thấy hơi bị vô dụng. Thì nếu như mà các bạn mà cái con này á, cũng ít ai chơi nữa. Con này cũng là một con tướng tông nhà, bởi vậy nếu như mà bình thường các bạn á, thì các bạn không cần thiết phải đầu tư game vào con này làm gì đâu. Vậy tóm lại trong cái danh sách này thì các bạn chỉ nên đầu tư vào con YSC với lại con Richard thôi. Như mình đã mát con Richard rồi thì mình sẽ chọn con YSC. Rồi, nhưng mà con YSC này là con tướng cung binh mà mình chơi bộ binh. Bây giờ là mình sẽ chỉ chọn con YSC và mình chỉ thực hiện những cái lượt miễn phí. Thì mời các bạn xem video clip để xem là lượt miễn phí của mình có đạt được cái độ may mắn để mà có thể nhận được cái tượng YSC không nha, hoặc là nhận được cái gì đó ngon ngon. Rồi bắt đầu nè, các bạn để ý game của mình nha, 65600 giờ bấm 6 mở đại thôi. Ok, mít rồi đó. Giờ nếu như mà mình mở nữa nó sẽ trừ của mình 300 game, vậy mình sẽ bấm cài lại. Các bạn cũng có thể xem trước phần quà ở đây nè, nếu như mà các bạn sáo lại á, mà nó ra được cái tượng chỉ huy huyền thoại này nè, cái tượng cam chung chung á, là coi như là cái lượt đó là các bạn may mắn đó nha. Tại vì ba cái tượng cam này chắc chắn là các bạn sẽ nhận được, ba cái tượng Yi Song Gi á là chắc chắn các bạn sẽ nhận được rồi đó, nhưng mà hên xui nó mới ra thêm cái tượng chung chung này thôi. Rồi giờ mình mở thử nhé. Cái này rồi bấm cài lại tiếp. Nếu như mà các bạn cũng không có game để mà các bạn chơi cái event vua bài này thì các bạn cũng cố gắng thực hiện hết cái lượt miễn phí nha, chứ đừng có bỏ uổng lắm. Trước đây mình cũng có làm clip rồi đó, các bạn thấy không, nhận được quà miễn phí luôn, cái 8 giờ tăng tốc này hoàn toàn miễn phí nha, mình không có tốn gì hết. Nếu như mà các bạn bỏ qua cái event này, mặc dù các bạn không có game thì các bạn cũng có thể thực hiện cái này thôi. Cái này là free mà, các bạn bỏ đi thì các bạn mất quyền lợi. Rồi, mình tiếp tục cài lại. Trước đây á, hồi mình mới chơi á, mình bỏ qua luôn á, tại vì mình không có để ý. Rồi sau này mình mới biết, bỏ qua uổng. Được hay không được gì cũng được, miễn là mình có chơi là được. Đó, lại
được thêm 8 giờ tăng tốc nữa. Nãy giờ là mình được 16 giờ tăng tốc rồi nha. Rồi nếu như mà hơn hơn á, các bạn nhận cả được tượng YSG nữa thì sao? Đúng không? Ai nói trước được điều gì? Không ai nói trước được điều gì đâu các bạn. Mà nếu như mà các bạn bỏ qua thì thực sự là tiếc. Mình không biết là trước đây các bạn có bỏ qua cái lượt miễn phí này không nữa. Nhưng mà hy vọng là các bạn xem xong clip này thì các bạn đừng có bỏ qua nữa nha. Còn cài lại một lần thôi. Nhưng mà thật sự hơn á, đây mình được thêm 2 chì nữa. Nhưng mà thật sự hơn á là các bạn nhận được hai cái tượng cam gì xong ghi luôn đó. Nhưng mà chẳng qua xác suất nó xuất hiện ít thôi, nhưng mà không phải là không có nha. Đó thì giờ mình đã thực hiện xong 10 lượt của mình rồi thì thôi mình nghỉ thôi. Tính ra là mình số lượng game của mình nè vẫn yên nguyên cũ luôn, 6.5 600. Nhưng mà mình đạt được là tổng cộng là 16 giờ speed với lại hai cái key vàng. Rất là ngon đúng không các bạn? Thì đây là cái video clip về người nghèo thực hiện cái event chơi vua bài như thế nào. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy thích video này thì để lại một like và subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.